Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Press Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Breast cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Renisolone Acetate Chỉ định Điều trị các bệnh về mắt như viêm kết mạc không mưng mủ, viêm mí mắt, viêm củng mạc, viêm rác mạc không do hơ bét, viêm túi lệ. Phòng ngừa những khuẩn mắt sau khi ghép rác mạc và kết mạc, sau tổn thương gây ra do các tác nhân vật lý và hóa học, trước và sau khi mổ mắt. Chống chỉ định người quá mẫn cảm với thành phần thuốc người đang bị bệnh herpes cấp tính viêm rác mạc dạng đuôi gai bệnh đậu bò bệnh thủy đậu bệnh do virus khác của rác mạc và kết mạc lao mắt nấm mắt liều dùng nhỏ thuốc vào túi kết mạc ngày 2 đến 4 lần mỗi lần 1 đến 2 giọt trong 1 đến 2 ngày đầu có thể tăng 2 giọt mỗi liều lưu ý khi sử dụng không nên sử dụng thuốc dài ngày vì có thể gây mỏng rác mạc củng mạc thủng bội nhiễm không dùng thuốc ở trẻ em. Cẩn thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ đang có thai hoặc đang cho con bú vì độ an toàn chưa được đảm bảo. Chỉ sử dụng thuốc cho các đối tượng này khi được bác sĩ chỉ định. Tác dụng phụ. Gây ra một số tác dụng phụ như tăng nhãn áp kèm tổn thương thần kinh thị giác, giảm thị trường. Thuốc có thể gây đục thủy tinh thể dưới bao sau, nhiễm trùng thứ phát do nấm hoặc virus, thủng nhãn cầu, chậm lành vết thương. Khi có các biểu hiện bất thường trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ. Nhà sản xuất Allergen Pharmaceutical. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về Factor, đồng thời biết cách sử dụng Factor sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham